Anna, mình là Trùng Dương và mình là Mẫn Nghi. Chào mừng mọi người đã đến với chương trình Dễ Nhớ Khó Quên cùng SEO48 Live. Mọi người ơi, chương trình của ngày hôm nay thì không cần thiết phải tặng sao, nhưng nếu mọi người tặng sao thì mọi người chính là những người rất cần thiết. Và theo lời của chương trình thì hôm nay tụi mình phải trả lời câu hỏi. Khi trả lời những câu hỏi này á, thì chị em tụi mình sẽ có thể hiểu nhau hơn, và cũng như các bạn fan có thể hiểu hơn về tụi mình. Tại vì đây có thể là những câu hỏi mà tụi mình chưa bao giờ nói ra. Nhưng mà tiếng lòng của tụi mình đó mọi người, rệt bẹt. Nhưng mà trước khi trả lời một câu hỏi nào đó thì tụi mình phải ăn một lát chanh. Ăn một lát chanh. Tại vì theo như em được nghe nói thì khi mà ăn chanh thì nó sẽ kích thích vị giác chua. Hôm nay điếm vậy? Không, mới thôi nè, em thay chị nè, chị nhảy ra đây nè cho chị trả lời nè. Nhìn vậy em muốn chạy nước miếng luôn á. Dạ. Dạ nên nói em hết rồi. Chứ là mới vô mà hỏi câu hỏi.
Ồ ha. Tại chị Dương này, chị Dương mắc em ăn canh lắm phải không? Trời ơi kỳ vậy. Dương muốn trả thù chị đó. Trả thù phải không? Ủa em câu hỏi đây gì? Mấy con nhỏ quá nha. Rồi xong xíu còn tèm thêm mấy gì. Câu hỏi số 28. 28, rồi. Câu hỏi số 28. Đừng nhớ bỏ trọn vẹn cái miếng cái miệng nghe rỡ người. Bố mẹ bác tử có phải nói em theo con đường ca hát không? Hay có ủng hộ không? Có bao giờ bố mẹ nói với em là thôi đừng làm nghề này nữa bởi vì tương lai không ổn định không? Wow. Ê, trả lời đi chị. Em nghe nó câu hỏi rất là câu hỏi đó. Câu hỏi rất là nhất luôn á. Rồi mình trả lời từng ý nha. Ok. Đầu tiên thì đầu tiên thì bố mẹ em ban đầu mà khi mà em được vào nhóm á, HOV đây thì bố mẹ em rất là ủng hộ luôn. Nói chung là từ nhỏ là em đã có đi biểu diễn ở trường nè, nói chung là cũng tham gia nghệ thuật. Nên là bố mẹ cũng rất là ủng hộ. Xong rồi ở nhà ba mẹ em cũng hay bật tivi lên xem em nè, xong rồi kể mọi người nghe là hôm trước Anna đi về nhà xong rồi tự nhiên ba Anna nói là ủa con mới quay MV nàng thơ hả? Xong hỏi là MV công ty quay hả? Xong dạ không, cái này con tự quay á, cô tự lấy thử. Ủa giỏi vậy, nhìn rất là đẹp luôn á. Xong mà ba em khen em hát hay gì đó, nói chung là trời ơi cha. Xong rồi mà gia đình rất là ủng hộ. Còn đôi khi nha, nhiều khi ở xa gia đình quá, xong rồi mỗi lần mà anh đã điện thoại về cho gia đình á thì nói chung là ba mẹ cũng thấy nhớ, nói chung là ba mẹ chị em cũng thấy rất là nhớ. Xong rồi hỏi là thôi hay là giờ đi ở chung với ba mẹ đi, ở chỉnh có một mình, lỡ đâu dịch bệnh ở đây có một mình thì cũng không có ai lo cho mình hết, rồi bệnh hoạn cũng không có ai chăm sóc hết, nên đôi khi ba mẹ cũng kêu là thôi giờ đây sống với ba mẹ đi chị nhớ em đi quá. Ừ, ở đây cũng có ba mẹ, nhưng mà anh nói thôi giờ con tự nhiên bây giờ con lỡ đi theo con đường này rồi, xong tự nhiên đi nửa chừng bắt con quay lại, xong rồi con phải đi lại từ đầu nữa hả? Xong rồi ba mẹ nói thì nói vậy thôi chứ con cũng có bắt đi về đâu, chắc là kiểu cũng nói vậy thôi chứ cũng không có bắt làm gì được hết á. Nói chung là tại vì ba mẹ là nhớ quá thôi, nên cũng không gì hết trơn á. Nói chung là mẹ rất là ủng hộ Anna theo con đường nghệ thuật luôn. Yeah, hiểu không Tuy? Thiệt mà, thiệt trời ơi, thiệt luôn á. Giỡn thôi thôi xíu mình... Ba mẹ em á thì chỉ như sao ta, ba mẹ em cũng như ba mẹ chị Anna vậy á, ba mẹ em là rất là ủng hộ luôn. Thì mọi người có biết cái ngày mà gọi là cái ngày mà thông báo là sẽ đậu vô mà sẽ ký hợp đồng không? Mà kiểu gia đình em rất là rất đẹp, mọi người em không cần phải kiểu như là năn nỉ hay là sao luôn á. Ba mẹ em rất là kiểu như là lúc mà báo đậu là chắc chắn là sẽ đồng ý cho em luôn rồi á. Nhưng mà chỉ có bà nội em là rất là e ở với bà nội em từ nhỏ, nên là bà nội em là một người rất là mến tay mến chân với em rồi á. Và cái lúc mà em đi lên thì bà nội em lên đây kêu bà nội em cũng như bà mẹ chị Anna nè, em cũng kiểu ở trên này con gái con lứa mới có mười mấy tuổi đầu lên này ở rồi nấu ăn làm sao rồi đi học nè, thì bà nội em cũng lo lắm, nhưng mà vì em nên là bà nội em cũng đồng ý. Với lại mới đi độ tuổi thì cũng khá là nhỏ so với em với lại chị Du nè, đúng không? Nên là cái việc mà nhỏ xíu mà phải đi ra rời khỏi vòng tay ba mẹ, mà trong khi mọi người đang tuổi này là được ba mẹ chăm sóc, nên là cũng thấy rất là tôn vững nghi nữa. Nên là cái câu hỏi này thật nha, thật á, nên là không cần phải ăn chay đâu. Còn chị Dương nè, chị thì mẹ chị thì khá là ủng hộ, nhưng mà ba chị thì không, ban đầu thì không ủng hộ cho lắm. Sao mà chị vẫn nhớ là lúc đó là chị năn nỉ ba chị mãi luôn, xong rồi ba chị chỉ nói một câu không có cấm chị, nhưng mà quyết định là ở chị và là do chị chọn là cuộc đời của chị, cho nên là chị phải suy nghĩ kỹ. Nhưng mà chính vì ba nói như vậy cho nên là chị cũng rất là phải suy nghĩ kỹ á. Nhưng mà cuối cùng thì kiểu như là ba chị cũng thấy sau dần dần sau thì ba chị cũng thấy là chị rất là vui khi mà được theo con đường này đúng như cái ước mơ đam mê của chị, thì ba chị cũng rất là vui và ủng hộ. Không quên em chưa nói nữa, ba em có nói con là kiểu ba mẹ em mới nói với chị em nữa, nói là
ước mơ là do mình ước mơ là do mình chọn, tương lai thì cũng là mình chọn. Nên là chỉ cần là mình phải là thành công, mình phải thành công chứ mình không có được mà gọi là mình chọn vô xong mình lại lười biếng, mình không có cố gắng với lại cái ước mơ mình chọn. Nói chung là vậy, miễn sao là mình cảm thấy vui và mình làm đúng thêm, làm đúng với cái nghề nghiệp cũng như là ước mơ của mình thì nói chung là cả nhà rất là ủng hộ, cả ba người luôn. Khi mà có ước mơ xong rồi mình hết mình nữa thì chắc chắn là sẽ gặp được quả ngọt đúng không mọi người? Đúng rồi, yeah. Và cái này em cũng muốn cảm ơn mẹ em, đó chính là người luôn đồng ý những cái gọi là cái sự lựa chọn của em. Nếu là luôn ủng hộ mọi người. Đúng rồi, luôn ủng hộ luôn. Cảm ơn mẹ. Nào cũng theo dõi hết. Yeah. Bây giờ là tới câu hỏi của Mẫn Nghi đi ha. Mẫn Nghi bốc hoa. Bây giờ tới câu hỏi thật sự của Mẫn Nghi. Hello mọi người. Hi. Anh chanh hò. Khóc đi chị Dương, cô bé khóc thật nhỏ chị Dương. Nghe mà đau lòng. Nhìn nhỏ luôn á. Nay khỏi cần uống nước cam. Mình nạp vitamin rồi. Thì theo tâm lý chung á, thì khi mà mình vào Facebook thì chắc chắn là mình sẽ vào trang SEO 48 xong rồi. Tên mình. Chị bảo là chị vào trang bay official của mình này chứ. Em tự như vậy là em ăn thêm một miếng thôi. Thì theo như cái tâm lý chung á, thì chúng ta sẽ vào trang Facebook á, thì đầu tiên chúng ta làm cái gì? Mọi người đang mong chờ là mình sẽ nói tên Facebook của mọi người đúng không? Mình không phải, mình không có đi stalk Facebook của mọi người đâu. Không có, không có rồi nha. Nha mọi người đừng có nghĩ gì hết nha. Thì theo tâm lý chung á, thì khi mà lên Facebook thì chúng ta sẽ bấm SGO 48 khoảng trắng tên của mình. Thì tưởng chữ O đầu tiên là một miếng nữa rồi á. Trời ơi. Đó, để mình xem à. Mọi người có không mình bài viết của mình cái gì không nè. Đó, để xem mình đăng hình được bao nhiêu like rồi nè. Đúng rồi. Thế vậy. Đó, đây đúng nha. Đúng không? Bắt cho chị Dương đi. Rồi, bắt đầu. Rồi, đưa tay chị Dương nè. Chị Dương nói thật đúng không mọi người? Ok, bây giờ tới anh Nai nha.
Giờ phải coi mọi người có chấp nhận Dương nói thật không kìa. Hình như mọi người không tin đúng không mọi người? Mọi người không có chờ Dương. Trời ơi. Câu hỏi số 11. Wow. 11 là hai cây gậy Trường Sơn đúng không rồi? Em không biết nữa rồi, hồi xưa là cây gậy Trường Sơn là gì? Em không biết nữa, là hai số 1 là hai cây gậy Trường Sơn. Ủa em cũng biết gì nữa, nó đại á. Núi núi Trường Sơn. Ôi hả? Em không biết nói gì nữa. Thôi kệ đi chị, bỏ qua đi chị, bỏ qua đi. Bỏ qua đi. Sao bỏ được? Lần 11 gần đây nha. Dạ. Lần khóc gần đây nhất là vào lúc nào vậy? Wow. Cái này là phải trả lời thật nha. Đừng khóc lại nữa thôi, vì vậy em giờ em khóc nè. Cái gì dễ mà giọng nó mất đi. Khóc gần đây nhất hả? Khóc gần đây nhất. Thật ra thì là khóc trước đó thì cũng có, nhưng mà mới hôm qua là Nam mới vừa khóc. Các bạn ở nhà không ai biết đâu. Thiệt hả? Nào vậy? Thiệt, có hôm qua thiệt. Nói chung là tại vì không, nói chung là tình hình dịch bệnh của Sài Gòn thì cũng đang khá là phức tạp. Nên là hôm qua thì có điện thoại cho mẹ, mẹ có điện. Xong hỏi là chỉnh thấy như nào. Kiểu sao bệnh ấy. Chị cũng hiểu mà đúng không Vân? I know. Ồ, nhưng mà bị nói chung là hả, không được khóc nữa. Trời ơi. Không. Quên, nói chung là hôm qua cũng hơi khóc tại vì mẹ, đúng rồi, mấy chị trong nhà điện là hỏi trên này có sao không. Xong rồi nói là dịch bệnh nó chỉnh cũng đừng có đi ra ngoài gì đó. Xong rồi Bình Dương thì cũng, nói chung Bình Dương thì cũng ít ca nhiễm hơn. Nói chung là cũng thấy hơi sợ chút xíu, nhưng mà không sao, mình cứ mạnh mẽ lên. Là mình phải cùng nhau chống qua đại dịch lần này, ở yên một chỗ không đi đâu hết. Tuân thủ các bước rửa tay rồi sát khuẩn cho thật kỹ để có thể mà chống dịch. Nói chung là tại vì hôm qua mẹ em điện xong em cũng thấy buồn á. Thấy lo, cũng lo, không phải là lo cho mình nha, mà em thấy là lúc nào em cũng nghĩ gia đình nhiều hơn là lo cho mình hết trơn. Xong rồi nói thôi mà sống chết có số mà, đúng không? Lúc nào cũng nói vậy hết trơn, để mình tự chấn an bản thân mình. Nói chung là vậy. Rồi, ở này là ba nói thật không nè? Nói thật mà, nói thật. Hôm qua gia đình em điện cũng buồn chứ. Nói thật, ăn thêm miếng nữa để chống dịch. Không. Vitamin C, vitamin C. Mà nếu mọi người chống dịch thì mọi người ở nhà cũng có thể cắt chanh ra ăn với tụi mình. Đâu, khuyến cáo là điều này nha. Khuyến cáo điều này, đặc biệt là đối với chị em. Rồi. Bỏ tiền mà chị em. Chị em, no. Rồi. Của em là câu hỏi số 39. 39 tiếng Trinh nữa. 39. hai cụm từ khác nhau luôn, hiểu không? Ồ, hai cụm từ khác nhau luôn á chị. Đúng rồi. Ồ. Hai từ. Hai từ là hai chữ hay là hai âm tiết hả chị? Cái từ đó mà nói không có được. Qua anh phở mượn một quần đời màu đỏ, một cái quần màu đỏ, một đôi giớ ngồi ngay ghế sofa. Anh phở. Làm như này tiên cá vậy đó. Xong rồi để một cái gì, cái hỏi ở dưới là cái gì, học kiểu là hỏi tôi đi gì xem đó. Xem phim gì đó, biết xem gì đó. Bây giờ đó thì cái mình hôm qua chị nói gì cũng không có nhớ. Không, thật ra thì thôi anh Phở đừng, chắc anh Phở qua đây em nói là trời ơi anh Phở sướng quá ha. Giờ này mà còn ở nhà mà đặt lên mặc bộ đồ màu đỏ lè đó lét luôn.
sao bà còn lên đồ đẹp đẹp, vuốt tóc các thứ nữa. Tại sao em với chị Dương nói ước gì mình cũng có bộ đời mình đã gì đấy để ngồi trên cái sofa. Đúng rồi. Ước gì mình cũng có cái sofa. Nhà mình cũng có cái ghế sofa để ngồi, để ngồi giúp anh Thở chụp hình cho nhà đó. Không biết mình nên coi gì ta. Anh Thở coi mình gì đâu hỏi anh Thở. Không, mình không thấy gì hết nha, mình đâu đọc gì đâu. Nói chung là hai từ đó là hai từ gì? Từ để em suy nghĩ nha. Anh bây giờ nãy giờ là giỡn giỡn thôi chứ anh Phởi tụi mình cũng phở điệu phở một từ ha. Có nghĩa là anh Phở, anh phải chém bài là tụi mình không. Này là anh nói nha, anh Phở nè, anh phải em với mọi người em chưa nha. Anh Phở này, câu hỏi của em chưa trả lời nha. Trả lời trả lời chưa, không có biết gì hết nha. Anh phở trong mắt em hả? Anh Phở đối xử em nghĩ chắc là biết tụi mình đi ha. Rồi để em suy nghĩ nha, câu này em cần phải lách 5 giây. 1 sắp xếp lại 4 từ nè. 2 3 4 5 hết giờ trả lời. Không, ý là em có rất là nhiều từ. Thôi được rồi, ăn canh đi. Thôi được rồi, có 2 từ thôi. Ý là em đang suy nghĩ là trong mắt em anh Phở là một người khá là hiền. Hò hiền, rồi hiền thục rồi. Không, gọi là hiền mà vừa gọi là hồi nãy em đang suy nghĩ đó, cái từ tốt bụng. Mà em suy nghĩ thường từ tốt bụng nó có hai cái một là tốt bụng tốt á, còn hai là tốt cái bụng. Tốt bụng hợp lý. Từ tốt bụng là chị hiểu nhau. Em thấy hợp lý anh Phở luôn á. Anh Phở hợp lý không? Tốt bụng nghĩa nào cũng hợp lý. Đúng luôn. Tốt bụng nghĩa nào cũng hợp lý. Nghĩa sao em thấy đang khuya khuya nhéo quá. Em đang đói gần chết rồi. Em lướt story anh Phở, em còn thấy anh Phở ướp gì đi ăn gà chấm chicken gì tùm lum tùm la. Tốt bụng là tốt cho bụng mình với là tốt cho bụng ảnh luôn đúng không? Thật là hợp lý. Hợp lý. Câu này mọi người thấy em hợp lý không? Không. Ăn canh đi. Đúng rồi. Ý là mọi người nói anh Phở không tốt bụng á hả? Anh Phở là hiền thục. Cũng tốt thì nó suy ra tốt bụng. Thôi, nhưng mà tốt không, cái bụng luôn. Đồ ơi, chứ anh Phở tốt bụng thiệt. Thấy chưa, mọi người thấy anh Phở hiền rồi đúng không? Hiền, với lại là bụng anh Phở tốt. Nhưng mà xí mình nói anh Phở hiền trên đây, cái mấy anh Phở giữ với mình là sao? Dạ thì mình nói mọi người là mọi người ơi, anh Phở giữ quá không có tốt bụng nữa. Mọi người ơi, dạ anh Phở giữ rồi, anh Phở tốt hiền rồi. Nó hiền với tụi mình nữa rồi, đó, ok. Rồi, anh Phở bật chế độ nè. Anh Phở bật chế độ, thì tụi này nói tao hiền. Tụi bay kỳ quá, chết. Thì ra tao hiền quá tụi bay. Tụi bay đi. Hiền quá. Thì nên là giữ lên. Đúng rồi. Giữ lên. Chết. Anh Phở giữ đúng đó. Sau khi anh Phở coi lên em phải giữ 26 lên. 26. Nãy giờ mình từ 222 không ha? Ồ, tụi mình từ 2 với 3. Bà bóc ra số 48 bà. 1, 2, 3. Để coi ai nha. Ai, nghĩa là ai. Tao hỏi số 48. Trời ơi, chanh mà nó mọng nước nó nhiễu. Ờ, công nhận cái chanh này mọng nước. Đã 48 à. Ê, ủa cái gì chị? Hồi nãy mới nói là để coi ai bóc chung số 48 mà. Em lộn, em lộn. Sao chị ăn chanh mà em lên trời vậy? Anh hát. Em nháo quá. 26 đúng không? Nếu bạn là staff thì bạn muốn đổi một lực nào cho SEO 48? Phở lên coi thì chị nói ra xong cái anh Phở. Anh Phở sẽ lắng nghe tụi mình. Anh Phở lắng nghe tụi mình sẽ thay đổi. Em muốn bỏ cái lực anh chanh này. Trời. Thiệt không? Thiệt không? Chắc chưa? À, chắc không? Từ từ để suy nghĩ đó, cái đó là hai chị em mình vote cho bả thêm một miếng chanh. 10 miếng chanh luôn á. Thấy mà tức. Thôi trả lời đàng hoàng à. Đúng rồi. Suy nghĩ đi, con này cũng hơi khó. Tại biết sao nó cũng có nhiều cái em đầu chị đúng, đúng không? Đúng rồi. Để cho chị suy nghĩ đi, chị chọn lọc nó ra một cái đi. Chị anh Phở lên coi nè, chị em nói đi anh nha. Phở xin nghĩ chị luôn, anh Phở ấy chị luôn. Em có rồi nè, em có chị rồi. Chị phải tận dụng cơ hội đó. Ừ. Trả lời dùm chị. Thôi chị nói đây xong rồi em nói. Nếu mà stop thôi ta. Thôi lâu quá rồi, mỗi ngày đi. Em cũng đang suy nghĩ á, em đang suy nghĩ luôn, em đang nhìn nhiều quá đúng không? Em đang nhìn vào hư không để chọn lọc. Thật ra thì thôi em nói một cái này nha. Tại vì em thấy là nó không, cái này là theo suy nghĩ của em. Thật ra có nhiều cái lắm, nhưng mà thôi mình nói một cái nó bình thường thôi, là tức là em muốn là cái cử ăn của tụi em á, là em muốn đồ ăn nó healthy chứ không muốn nó mập. Tại vì toàn là xôi xong rồi cơm tắm xong rồi bún miếng chả gì, em muốn nó healthy kiểu salad hay là cái gì đó, nói chung là nó tốt cho sức khỏe nhưng mà không có bị mập á, nói chung là vậy. Đó là một trong cái em muốn thay đổi. Tại vì con người thì cũng nên xinh đẹp. Con người thì cũng nên xinh đẹp. Con người cũng nên xinh đẹp. Nói chung là ăn gì để tụi mình giảm cân đúng không? Nhưng mà
Rồi Mẫn đi. Còn em vẫn đang nhìn vô hư không để em chọn ra một cái ấy. Thôi Dương đi, Dương hỏi với chị Dương này, chị Dương đi nè. Thôi cho hai chị em ăn chanh luôn đi. Thật ra là em ao ước thôi, cái này là điều ước nhỏ nhoi của em thôi. Ừ. Mình đi chị nói đi chị. Thôi để em nói cho. Đó là nếu mà mỗi lần có sự kiện quan trọng mà tụi em phải chuẩn bị để đi á, thì nếu như mà hoặc là cái địa điểm đó có thể gần tụi em thì tụi em rất là muốn sẽ có được công ty hỗ trợ phương tiện di chuyển nếu mà đi đến đó để mà không có bị trôi make up á. Nếu mà nhiều khi á là phải tập trung ở xa quá thì cái quãng đường đi á thì cũng dạo này thì trời thời tiết cũng mưa gió khó khăn, nắng mưa thất thường đúng không? Cho nên là tụi em rất là mong muốn là sẽ có phương tiện che mưa che nắng thì tụi em cùng đi với nhau đến đó để thật là đẹp. Hợp lý quá, câu này rất là đúng anh là Thì đó là chị nghĩ nãy giờ mà những cái gì nói hai anh ấy cũng đưa mình làm sáp mà. Thì mình được làm sáp mà. Mình được làm sáp mà đúng không? Nhưng mà mình phải cố gắng kiếm thật nhiều Thế mọi người nè, em hay trả lời thiệt đúng hả? Thiệt. Em không trả lời được không? Lẹ đi. Okay. Em mong muốn gì nhất? Bây giờ em nghĩ nha. Nãy giờ cái này em nghĩ trong đầu từ đầu luôn á. Đúng rồi. Khi mà chị Dương có hỏi câu hỏi luôn á. Nói đi. Lời từ lòng tôi mà. Ừ. Ai cả cách. Nếu che mà em nói. Che giùm đó. Em muốn. Cái này gọi là có thể là Việt Nam có chứ giờ em thấy là em muốn đăng bài. Thì có nghĩa là những các chị em với khác thì nói chung là nó sẽ free cái giờ đăng. Nói chung là sẽ tại vì tùy theo tâm trạng của mỗi cá nhân đúng không? Sẽ được free thời gian đăng bài. Rồi còn được like lúc 1 giờ sáng. 2 giờ sáng, 3 giờ sáng anh rồi em không bắt máy. Thật ra thì nó phải khoa học nhưng mà cái đó cũng là một cái gì đó gọi là thể hiện được mình ra. Đúng rồi. Nói chung là nhiều khi tối hôm đó đói bụng quá, thôi mình đăng lên, đói bụng quá. Lỡ fan nó cũng đói bụng đúng không? Mình sao đúng không? Tối hôm đó có nhiều tâm sự cho tụi mình chẳng hạn. Kiểu như là mọi người thấy đó như là mỗi lần mà mình khuya mà lướt story mình thấy cái mấy chị em khác đúng rồi đăng lên nhiều khi thì mình cũng muốn đúng không? Chứ lại nhiều khi chị thấy nhiều khi khuya xong rồi mình sẽ đăng những cái mình sẽ có những cái ý tưởng, những cái câu tâm sự mà nó gọi như là rất là có mood. Đúng rồi, có mood. Không hiểu sao nha, bao mút luôn. Mỗi lần ban ngày thì mình rất là chậm. Tại vì ban ngày thì các em cũng phải đi học xong rồi cứ nghĩ đến chuyện học hành thôi. Còn kiểu như nhiều khi ban đêm xong mà tự nhiên nằm xuống xong rồi tự nhiên sẽ có nhiều dòng suy nghĩ, nhiều dòng tâm sự mà mình muốn tâm sự với mọi người. Có một cái meme hay một cái gì đó mình thấy vui cái mình cũng muốn up lên liền cho mọi người xem cùng mình á. Chứ khi mà qua ngày hôm sau nó tự nhiên nhiều khi hết thấy nó vui. Với lại nhiều khi á mà kiểu là mình đi tập về với lại đi diễn về thì cũng khá là trễ. Xong rồi khi mình về tới nhà này kia là đã quá giờ rồi. Nên nhiều khi mình muốn đăng nhưng mà lại quá giờ, nhưng mà lại để hôm sau thì tự nhiên là mình gọi là mình sẽ mất đi cái mood đó, xong rồi mình sẽ quên mất những cái lời mà mình muốn nói ngay trong cái thời điểm đó. Đúng. Kiểu như là mỗi lần đi diễn về á, cái kiểu như là mình vừa gặp mọi người ở đây mà mình phải đưa là cái lời cảm ơn nó phải kiểu như là nói ra nghe mà rất kiểu như là xong rồi dặn mọi người về cẩn thận hoặc là chẳng hạn này nọ này. Nên là đó là thiệt, em rất là muốn được sáp là được free công giờ. Ok, cái này thì chị chấp nhận là mọi người nói rất là thật. Ok rồi đấy, anh thì biết chanh chẳng thật. Có chị Dương chứ đi vòng mà. Hả, chị à đúng rồi, này của chị Dương. Nè, sao không 8 giờ? Sao bây giờ mình phải trả lời qua những câu hỏi luôn nhỉ? Không, bây giờ từng người trả lời thôi nha. Để cho Số 2. Là xí xí luôn, số 2. Trả lời mọi người đang muốn tụi mình bóc vô số 48 đúng không? Mọi người đó, mọi người trả lời thật có kìa. Ủa, mọi người nhớ tay đúng không? Tay. Thì mọi người cũng đồng ý với em kìa. Hello mọi người. Câu số 2. Câu số 2 đó là nếu một ngày xuất giả
Tao nhã nha chị. Đầu tiên nha, theo như anh á, nếu mà sáng sớm thức dậy mà mình không còn là thành viên của SG48 nữa thì anh nghĩ là trước đó là mình đã có nói chung là trước đó là mình đã có những khoảng thời gian rất là đáng nhớ, thì mình sẽ nhớ lại là ví dụ như là nếu mà không còn là chắc chắn là mình sẽ đã tốt nghiệp rồi đúng không, là chắc chắn mình sẽ có một cái gọi là một cái gì ta, quyết định ăn rồi. Dạ em mới ăn mà. Dạ. Ăn chân rồi em ăn rồi không ăn rồi em mới nhả luôn không chị. Trời ơi kỳ quá à, em ăn rồi mà bác em ăn nữa kỳ quá. Nói chung là nếu mình không còn thành viên với Show 4D nữa mở ra thì em nghĩ là nó sẽ cảm thấy là khác với những ngày bình thường á. Tại vì ngày bình thường mở mắt ra thì mình phải nghĩ là ồ, có được tập, có hôm nay mình tập gì? Có hôm nay mình có deadline gì không? Đó, thì nếu mà mình không còn nữa thì kiểu là mình sẽ cảm thấy là những cái thói quen đó mình làm đi làm lại, nhưng mà nếu một ngày mình lại không làm nữa thì cũng thấy là hơi đánh đổi hả? Đánh đổi. Ví dụ như việc quay dựng đầu dư như vẫn như vậy. Đúng rồi, dù như là quay dựng đầu vẫn nghi với là chị vô vậy. Kiểu vậy đó, thì cái thấy rất là thiếu. Với lại là mình sẽ nhớ, nếu là mình sẽ nhớ tất cả mọi người lắm. Nếu mà mình sẽ, mình đã không còn trong nhóm nữa, cho mình nhớ mọi người lắm luôn á. Chắc có nhiều khi nằm úp mặt vô gói khóc hu 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 hu. Nhưng mà không sao, đến khi mà mình đã không còn trong nhóm thì chắc chắn là những kỷ niệm đó là mình luôn luôn để trong lòng, bây giờ quên hết trơn. Đúng không? Cái này là đúng không? Đúng rồi. Những thói quen, những thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, không có thì mình sẽ rất là nhớ. Đó, em trả lời đúng nha. Chị cũng có suy nghĩ như vậy. Em cũng vậy nha. Rồi, tới vẫn nghi. Còn tới em nữa rồi. Trời ơi. Không biết mọi người thì sao ha? Mọi người thì sẽ làm gì khi mà nếu như mà tụi mình không còn trong nhóm? Ví dụ như tháng sau mọi người sẽ dạy là mọi người, ví dụ như mọi người đã mọi người lên Facebook, mọi người sẽ xem story của tụi mình. Bây giờ mình không còn nữa thì mình sẽ không còn cái tên Escobariana nữa, vì là một cái tên khác đúng không? Mọi người ơi lạ quá. Đó kiểu vậy. Câu hỏi số 31. 31. 31. 31. 31 tùm tùm tùm. Chua quá. Ôi nó chát quá à. Nghe kỹ nha, một câu hỏi rất là dài. Ôi trời, trời ơi, trời ơi. Em ơi, em qua lại em. Sợ nghe xấu à. Một trong những điều sau đây, cái gì khiến em sợ nhất? Một, bị bắt ghi hình khi đang để mặt bầu. Hai, phải mang một đôi vớ đang bị ướt. Ba, đang ăn thì phát hiện chân đồ ăn có ký. Trời ơi, thương lắm. Ngủ dậy mà thấy mình tăng lên 2 ký. có năm nữa chị, từ để em nghe năm năm nữa gì chị. Năm, mặc một bộ đồ không được đẹp so với các thành viên còn lại. Có xấu không chị? Biết cái nào à nha, chẳng thì dễ mà đúng không? Dễ mà dễ ẹt luôn á, dễ ẹt thấu tâm đó. Dễ em dễ ẹt, nhiều khi mọi người còn trả lời được. Mọi người trả lời thử giùm em ơi. Ờ. Thì đơn giản nên em sẽ đúng rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Trời có kiến hả mọi người nha, dốt kiến nha. Trời ăn kiến gì, ăn kiến bột mắt. Ôi trời ơi. Tại vì mình ăn cá nhất thịt thì mình sẽ ăn cái gì hả? Ăn mà có kiến hả? Chị thôi, nhưng mà em có một câu hỏi nha. Ví dụ như mình đang ăn chay đi, mà tự nhiên mình có con kiến trong đó thì mình gọi là mình đang ăn gì vậy mọi người? Mọi người nó chết là nó sống nữa. Không, có nghĩa là ví dụ mình ăn canh với một con heo, có nghĩa là thịt heo lộn, mình ăn canh. Ai ăn bột với một con heo mà. Là ăn bột với một heo. Cái bao là lúc này đang nói ăn chay mà thịt heo được. Ví dụ mình đang ăn chanh, á là mình đang ăn canh với lại thịt heo. Tự nhiên bây giờ mình ăn canh với một con kiến, là mình ăn là đồ mặn là đúng mọi người. Đúng không? Chứ xác không? Cũng là động vật. Nếu mà chị bóc con kiến nó, chị giết nó chết mà chị nấu nó lên thì chị mới là ăn chay. Còn nó mà tự bò vô rồi nó tự đâm đầu cái chết là chị không có tính gì sát sinh. Mình ăn chay là trong tâm mình nè. Là mình, trong tâm mình đó. Tình không kiến người thôi. Ta không có quan trọng là chị ăn chay hay gì đó, nhưng mà quan trọng là cái tâm của mình phải đúng. Tỉnh. Mình không có được sát sinh. Thì đây một câu này. Hồi đó coi phim ta vô ký là không biết không có tội. Đúng. Ra vậy. Đó, mọi người có đồng ý với trả lời của em không? Đồng ý, 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 đồ
chính xác luôn, cái đó là điều mà ai cũng sợ hết trơn á. Tích chị Dương rồi đó, mình quay lại tích chị Dương rồi đó. Nợ lại với em cũng vậy rồi. Câu của Vượng nghe vui quá à. Có gì mình giặt mấy câu giống vậy ha. Yo. Yo. Trời ơi, hay số 8 tưởng số 48. Trời có gì hay hai số luôn kìa. Ờ, dính vô. Số 8. Cần số 8. Cầm. Chị. Chị biết thấy chị cần số 8. Là sao? Không, là một chị, cái chen thôi. Chị có thấy con bài đó không vậy? Không, chị thấy con số 8, chị hát lô tô mà. Ây hả? Em tưởng chị hát cái bài em nghĩa gì mấy, đó. Mấy bữa ca còng số 8 xin. Gì vậy? Trời ơi gì? Ủa quên em chăm. Ôi trời, bị điếu chứ không phải hết dung lượng. Ờ, bị điếu tiếp đi. Mọi người ơi, mọi người có muốn biết đó là câu gì thì mọi người hãy lên tiếp tắt. Mọi người chăm giùm Dương luôn. Không. Câu số 8 là 2 dành 3 phút kể về những điểm tốt và điểm không tốt. Ai sợ quá à, sợ quá à. Chị mình. Mình cái gì cũng tốt mà đúng không? Ờ, mình có gì không tốt đâu mà đến đó. Trời đất ơi. Chị muốn trả lời ai trước nè? Hai mình theo tuổi luôn đi. Ờ, ổ gì? Là chị trước hả? Không, mình nói điểm tốt của hai người trước đi. Ê. Ây giờ mày hãy cái tốt với cái xấu luôn đi. Ok. Tốt. Ờ tốt đi ha. Cái gì cũng mình nói mình mặt tốt trước. Rồi mặt xấu bắt đầu mình nhận lỗi sao? Đúng rồi. Ờ à, mặt tốt trước đi ha chị. Tốt hả? Sợ quá. Sợ quá. Không sao đâu, có gì nói sai. Đối với chị thì anh Na là một người rất là tốt tính nè. Rất là biết suy nghĩ cho người khác. Gọi đúng như cái cung thiên bình của anh Na luôn, là anh Na là một người rất là chính nghĩa. Đó, gọi là vậy. Ôi em không nhận. Ok. Gì mà tự nói mình. Mai mình làm series luôn. Nhưng mà cũng đồng nghĩa với cái nhược điểm là nhiều khi cũng hơi bao đồng. Đó là vậy á. Nhược điểm bao đồng. Đó. Nhưng mà không sao, cái bao đồng của anh Na gọi là vì chính nghĩa mọi người. Nhưng mà khi nhưng mà nhiều khi á nó sẽ cái này không phải là phiền tới mình, nhưng mà ý là mình sợ là những cái của anh Na sẽ làm anh Na kiểu bị bận lòng nhiều quá, bị suy nghĩ nhiều quá, xong rồi anh sẽ bị tiêu cực đó, kiểu như vậy. Nhưng mà cái này thì phải tùy theo cái người mà hiểu hay không hiểu chị Anna đấy. Không hiểu nó sẽ là một cái gọi là sẽ nghĩ Anna phiền đúng không? Đúng rồi. À, sẽ nghĩ Anna là lo chuyện bao đồng quá đó, đó chị tôi đứng là cái ưu điểm cũng có thể thành nhược điểm á. Đúng. Để có cái gì nữa ta? Ưu điểm của Anna cũng là rất là thích học hỏi, chị khúc bạch nhép nữa chứ đừng phẹn như toàn cái quy trời, gọi là cái quy logic của anh Na là gọi là nấu cái gì vậy mà anh Na thích là anh Na cho vô hết, cho lên hết, quấy lên thành một cái nồi đó, đó là thành một cái món là cho món cái là tại vì theo em nghĩ á, tại sao mình phải theo một cái công thức chung và tại sao mình không tự có cách mình nên những cái món mà mình thích thì chân heo ăn Dương vẫn nhớ như in là cái ngày mà Dương nấu cái món gọi là nuôi xào bò mà sốt cà chua mà anh Na cầm chả xanh lên kêu bỏ này vô đi chị. Món xanh đó mọi người biết món xanh không? Dương biết á, là anh Na biết là Dương rất là thích ăn món xanh, nhưng mà nó tùy trường hợp, nó ăn với đồ nướng BBQ em. Chứ không nên là giờ chị xịt tương ớt vô bánh lăng cho em ăn. Không, cái này là cái của chị mới là philologic, người ta món mặn gì, món mặn với món ngọt rồi ăn vậy. Trời ơi, ai biết được. Ơi bữa chị thấy Mẫn Nghi ăn bánh mì mất dâu rồi gì chi với thịt gì đúng không? Rồi xịt tương ớt vô không? Không có. Có. Cái đó bên Mỹ có ăn mà. Ra đi. Ừ, như là cái mang em như bên Mỹ. Không, bên Mỹ là Mẫn Nghi ăn rồi. Mỹ thơ. Buồn cười quá. Ủa hết rồi đó mà chị còn kìa, mọi người có đồng ý không?
mọi người đồng ý không chứ mình đồng ý nha. Cái chuyện đồng ý chị Anna đó là khí lẹt nha. Rồi tới Mẫn Nghi nha. Mẫn Nghi thì chắc là nhiều quá không biết nói gì đây. Một cái chữ quá là lúc nào cũng được gặp đi gặp lại luôn chị. Chữ gì nhớ đây? Chữ gì? Em á hả? Chữ lười. Ủa người ta chưa? Vì là công nhân mã nên cũng có một phần tính cách khá là giống Dương. Đúng không? Công nhận không? Yes. Mẫn Nghi thì cái ưu điểm của Mẫn Nghi là gọi là Mẫn Nghi sao ta? Lúc nào cũng rất là hòa đồng vui vẻ nè. Đúng rồi, chính xác nha. Cũng học hỏi rất là nhanh rồi, nói chung là cũng nhạy trong tất cả mọi lĩnh vực luôn. Mẫn Nghi rất là Mẫn Nghi cũng rất là thông minh, rất là nhạy, nhanh học hỏi. Mẫn Nghi cũng biết quan tâm đến mọi người nè. Điện của Mẫn Nghi lười đúng không chị? Không, nhưng mà ai nói em lười em chấp nhận nha. Chị đúng Anna nói em lười vậy, nhưng mà khi chị Trùng Dương nói em lười là em không chấp nhận. Chị mới nói xong Mẫn Nghi đi rồi em nhớ Mẫn Nghi gợp lại cho chị một cái. Em mà lời cái chị Dương có gọi là chúa cái nhà này luôn á chị Anna. Nhược điểm còn hai cái nữa thì đó, thì bây giờ công nhân mã là lười đó. Không được, mọi người công nhân mã này mọi người sẽ than chết cái đầu mình. Mẫn Nghi là hồi là ít điệu rồi đó, không có điệu nhưng mà Mẫn Nghi có điệu lắm. Biết sao không? Tại vì Dương nói sợ nói cái gì của em ra sẽ giống chàng giống vậy. Dương cũng y chang em. Mẫn Nghi rồi mình cũng vậy được chứ. Thì chấp nhận. Giỏi con bé, giỏi con bé rất là lanh lanh lanh. Lanh lắm á. Chị nói gì đi là cũng dính chị lên đi. Đừng dám nói gì luôn á. Chị nói thức khuya hả? Thức khuya chị cũng vậy. Chị chúa luôn. Là cái thứ hai là chị tính nói em hàng bị gói hả? Chị cũng vậy luôn. Ok luôn, cả ba cái là Anna duyệt cho mọi người. Là cứ nói mọi người là dính chị vô. Thôi cái em có chị Dương, chị Dương có em đâu có đâu. Thôi không nói. Tôi biết cái đó cái gì rồi, đừng nói. Nói em đi, nói em biết chứ. Ê trời ơi. Chị Dương con cứ nói đâu. Chị Dương hay anh, chị Dương hay ví dụ như là hay sàn. Ok, hay sàn. Không bị lâu. Mà ủa mà cái chứ. Ủa mà đi cả hai người này tự nhiên thì cãi nó mình gì vậy? Biết gì đâu, thiệt đó vậy. Biết gì đâu. Con người quá tốt mình đâu có dám nói xấu người ta. Đúng rồi. Tiếp tục tới lượt của Anna bóc em. Giải cho em hả? Em sợ hỏi tới em cái mọi người chị Dương giết mình chết. Hay là Dương chỉ là không được mà Dương ống chanh. Mọi người có chấp nhận không? Chấp nhận. Chấp nhận không mọi người? Chị Dương trả lời Mẫn Nghi có đồ con kìa. Thì đó. Đó là vậy đó. Thôi cũng đúng đi ha, tại vì cũng giống chị mà cũng đúng đi. Hàng ba, số 23. Số 23 nha. Bởi làm chị sướng sướng đó mà nói chuyện đường. Đúng mọi người. Một thể loại đó hả? Nhưng mà em thì thích nhiều thể loại. Thích nhiều thể loại có nghĩa là theo tùy theo tâm trạng. Ban ngày em ayo what's up man thôi mọi người. Trời ơi bà ngược á, bà sống ngược kìa bà chị vô. Sáng sớm là anh là sẽ kiểu nghe nhạc gọi là nhạc thiền. Nhạc thiền tôi tính nói luôn. Nhạc thiền nói chung là nhạc kiểu tính nhạc vui tịnh tâm. Nhạc rất là tịnh tâm. Đó nói chung là vậy, nhạc thiền nói chung là nó rất là rất tiếng xuống đúng rồi, nói chung là mở đầu cho một ngày gọi là suôn sẻ rồi một ngày rất là tịnh tâm. Đó rồi, buổi sáng là sẽ nghe nhạc đó. Buổi tối thì Anna nghĩ là Anna sẽ nghe những tùy theo tâm trạng, có nghĩa là ngày nào Anna buồn thì Anna sẽ nghe nhạc ballad kiểu hơi thất tình, hơi buồn buồn kiểu như thích thích thì cũng đúng thì đó. Xong rồi nếu mà vui vui thì Anna sẽ nghe nhạc của Binzy hoặc là nhạc của nói chung là thể loại nhạc nó hơi
tạo mood cho Nghĩa, ví dụ như là những cái bài vui, ví dụ Happy Rotation đó, xong rồi kiểu đoạn nhạc của Min hoặc là nhạc của Amy hay Sarah, để cho kiểu là nó nhưng mà nhạc kiểu đúng rồi, nhưng mà chỉ từ cái tâm trạng hết sao này đúng không, chị Dương này nhận đúng không, chính xác, nhưng mà nhạc thì từ cái tâm trạng vui thì nghe nhạc vui, buồn thì nghe nhạc buồn đó, không cái này gọi là cảm xúc thôi đúng không, còn buổi sáng là cứ nghe nhạc thiệt. Nhưng mà thiệt ra thì đúng câu hỏi thì chị thích cái thể loại ballad. Ok, ballad em nghĩ đi, nhiều khi chị vui chị cũng nghe nhạc buồn nha. Không, em cũng nghĩ cho ta biết gì hả, không biết nữa, nhiều khi nói chung muốn nghe là nghe, là nhiều khi không phải buồn mà mới nghe nhạc buồn đúng không, mà nhiều khi buồn mà cũng nghe nhạc buồn gì hả, hiểu không? Còn khi mà nhiều khi buồn nha, em lại nghe một, em có nhiều em mắc cười lắm, em mắc cười lắm, em không ai không hiểu nổi cái buồn em là cái nào ra đó luôn. Dù như nhạc thiền là lúc mà muốn tĩnh tâm là tĩnh tâm, còn buồn là cứ nhạc buồn thôi. Còn vui là cứ nhạc vui thôi. Vui, bữa đó là ngày nào mà em hai mà năng lượng là vậy đó, em nhạc vui lắm á. Kiểu vậy. Còn em là sẽ có những bài hát nhất định mà khi lúc này cũng muốn nghe kiểu vậy. Chị là kiểu như khi mà chị thích bài nào là chị nghe một thời gian dài, chị nghe bài đó hoài luôn. Buồn mà cái buồn vui gì cũng nghe luôn. Mới biết luôn á. Mới biết nha. Trời thiên bình. Cảm ơn trò chơi ngày hôm nay. Bình ngồi giữa xong cân hai nhân mã. Đúng rồi, hai bài hai nhân mã luôn á. Cảm ơn trò chơi ngày hôm nay đã cho tụi mình biết thêm về nhau. Rồi. Ủa tưởng kết thúc rồi chứ? Dạ chưa, mình chưa kết thúc còn mới đi mà. Chị tưởng chào kết. Cảm ơn trò chơi ngày hôm nay. Mười người không biết gì chơi, nãy giờ anh Nam qua ăn chanh nhưng mà thôi anh Nam không nhắc đâu. Thôi không có được. Em mới nhắc rồi đó. Chị mới nhắc hả? Thì hả? Sao mình ngu vậy ta? Em ơi. Trời ơi, em còn bị tát tắt nữa. Dạ chúc mừng em. Ôi thôi chị em. Cái này là nó đắng lắm. Thôi thôi cái này đi. Ủa tự nhiên ơi sao em thật thà vậy ta? Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Đúng rồi. Năm điều Bác Hồ dạy. Đúng rồi. Cái này nó đoán lắm. Còn cái miếng nó dày hả mọi người? Nhìn nó dày nè. À sao chị đừng ác quá nhở. Có chị á. Nói em. Chị á, chị cắt không có điều. Gì mà biết nút lên. Thôi nha. Bắt mà người ta đam mê đó nha mọi người. Đam mê lắm. Đam mê lắm. Gì cũng đòi làm. Em nhớ mỗi em ăn cao cũng ổn á. Mà hát cao này không rớt ôm mà nó áo. Bóc đi, bóc đi. Chùa hỏi ớt 16. 16 em bắt được. Cái đồ tuổi của em luôn á. Đúng rồi, 16. Chị Dương có tuổi bóc có tuổi 22 á. Em bóc luôn á. Ba hành viên mà bạn em có thể nhìn ra những tật xấu của người đó là gì và nêu lên, em tự chọn ba người. Hai bạn đang ngồi các bên. Ngoài trừ những hành viên nào em có thể nhìn ra được tật xấu của họ? Hay là cho mọi người chọn. Ok chọn đi, chọn mấy người mà xung quanh mình. Em chọn Lệ. Ok. Dương chọn nha. Mấy người mà mấy người mà mọi người nghĩ em nhìn được thôi nha. Ok, đúng rồi, hai người luôn chấp nhận. Để em bị chọn người Hải đi ha. Em nghĩ là em sẽ chọn chẳng ai ta, cái điểm xấu của Lệ chứ, em kể điểm xấu của Lệ chứ. Xấu của chị Lệ hả, em nghĩ là gọi là sao ta, chị Lệ là một người gọi là nói nhiều lên đi, kiểu gì nó cũng vô coi. Thế là Lệ Trang ơi, sẽ hả nói dùm cho nè. Thì đó nghĩ là kiểu Lệ Trang là một người gọi là cũng ăn nhiều, có tươi nằm nhiều, cái đó thì mọi người ai cũng biết rồi, không có nói chuyện đó cũng không, nên là mình sẽ nói kiểu chị Lệ, em thấy cái này là cũng có thể là một gọi là cái tính tình, nhưng mà cũng có thể gọi là sao ta, một những cái người mà chơi gì là như mình sẽ không có thích cái này, mọi người có thấy đồng ý không nha, đó chính là khi có một cái chuyện gì đó Lệ Trang sẽ gọi là hay dùng vũ lực á, mà kiểu gọi là mà nhiều lúc đúng rồi, nhưng mà không, nhiều lúc là kiểu như là giận chị Dương cái đó đi, là không nói chuyện với chị Dương luôn. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn, đúng không? Kiểu á, kiểu như là Anna thì có chuyện gì thì Anna sẽ nói thẳng. Nói là chị luôn. Em mình sửa đổi, đúng không? Nha. Đúng luôn. Chị không được như vậy, tại sao chị phải làm như vậy, chị đừng làm như vậy nữa. Xong mình sẽ biết mình sai đâu, mình làm, mình đã làm cái gì. Còn như Lệ Trang á, không biết luôn. Lệ Trang không nói với em luôn. Như là Lệ Trang là xong mình cũng không biết có chuyện gì luôn. Xong mình kiểu trời ơi, sao tính Lệ đó, nó cái gì mà nó dở dở ương ương á, kiểu vậy á. Chị Trang là chùm làm dở ương sai, mà không biết mình làm gì không sai luôn. Không biết cái người như nào, không biết đường nào mà lầm. Là hai người giống nhau phải không? Sao em lại thấy khác nha? Thấy gì? Em lại thấy
Lệ em không biết anh, nhưng em thấy Lệ cũng gọi là sao ta, nó không có bả rất là kiểu bạn Lệ Trang, bà Lệ Trang rất là hay kiểu không có bằng đối đâu bà, không cái bà Lệ Trang vậy đó, cái bà Lệ Trang, cái bà Lệ Trang rất là kiểu thật ra thì cũng em cũng nghĩ là cũng xuất thật, nhưng mà em thấy đôi khi cũng tình cảm, không thì tình cảm là đúng, tình cảm là đúng, tình cảm là đúng rồi, thì tao cũng đủ ý là sao ta, không biết nữa sao mà đối với em thì kiểu Lệ cắt ọt không, chắc là em lớn tuổi hơn hả ta, còn mình cũng lớn tuổi mà, không biết nữa, nếu mà em không biết em cũng biết giải thích sao nữa, nói gì, nhưng mà ý là hai em thấy hai cái chuyện nó không có, không ai có tính Lệ như vậy là như vậy, nhưng mà cái chuyện tình cảm nó là một cái chuyện khác nữa, Lệ rất là kiểu là mình đang nói về mấy cái mà mình thấy là gọi là tật xấu mà Lệ cần tật phải xấu ở nhà, kiểu như là thay đổi đó, mấy cái tập mà nó không, mà cô cũng không tốt thật, hay nắng mưa thất thường, không đúng, ví dụ nha, một chặt một ngày Lệ Trang có thể nắng mưa thất thường với em ba chặt, ví dụ nha, ví dụ mình chụp hình cho Lệ Trang xong là xấu không chụp nữa, mà không phải làm sao mình chụp hình xấu mà Lệ Trang là do Lệ Trang béo. Ôi, mà rõ ràng là do béo, xong nhìn hình xấu, xong cọc của mình, đúng không? Đúng không? Dẫn cao chứ phải không? Đó, không liên quan luôn, tự nhiên cái gọi không mà chị Dương cũng chụp hình xấu thiệt. Đó nói chị Dương chụp hình cho em, nhưng mà em phải nói là chị Dương ơi, chụp hình xấu thiệt. Chị Dương về cho em được không? Không về cho em được không? Thì thầy đi. Không, nhưng mà không lúc là chị chụp cho Lệ Trang thì thấy cũng khá là ok rồi, cảm thấy sáng dữ. Chụp xấu thiệt, anh chụp xấu thiệt. Chăm sáu liệt em, cái này em không có dám góp ý gì, tại vì có chụp hình cái mình đẹp đâu, nói có dám đâu. Ok không mà đúng thiệt, nhưng mà nó đúng không, nó thuộc, nhưng mà nó đi thì cũng phải nói lại chị cũng biêu đẻ vậy. Trời, mặc dù ơi, người ta rất là vô tâm với mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy yêu người đó, đúng không? Không, nhưng mà Lại chỉ là một người rất là kiểu như là như vậy thôi, nhưng mà gọi là rất là chú ý những cái gọi là rất là quan tâm tình cảm, nói chung là tình cảm thì là đúng không á. Lệ Trang nhiều khi Lệ Trang nhìn thấy những cái điều mà nhỏ nhặt đến mức mà mình chưa kịp thấy, rồi Lệ Trang là cảm nhận được nó trước rồi như vậy. Chị nhất là với một đứa em như em nè, chị Lệ rất là hay để ý những cái mà gọi là chăm sóc, Lệ Trang phải dùng cái từ là chăm sóc, đúng rồi em gái là mà dù chị là chị lớn hơn. Nhưng mà gọi là nhiều khi là Trang cũng cho chị cảm giác hình ảnh nói đó, biết rồi, chị Nam mới nói là em là chị gái và chị cũng là chị lấy mà, nhưng chắc mà là em định nói cái đó đúng không, nhưng mà đối với trong đúng không, như là đối với cảm chị á, cảm giác được che chở đúng không? Không em hiểu nè, em biết cái chị em đang nói nè, ý là kiểu như là đối với chị á, vì chị là chị lớn nhưng mà chị lúc nào cũng bé á, còn chị Anna là người ta chị lớn là chị lớn. Hiểu không, cái vai á, cái khác nhau, chị hiểu không, còn chị là chị lớn mà chị như em vậy đó. Công nhận. Nói chung là Lệ thì bảo vệ chị, còn em với Lệ là em nhiều khi em cũng bảo vệ Lệ, khác nhau, hiểu không, em là chị là bảo vệ Lệ, bảo vệ em, chị Dương là em bảo vệ chị, đó nó ngược nhau đó, đó là Lệ bảo vệ em nè, hiểu không, chính xác bây giờ thành thấy em hiểu không, nó bảo chị cũng bảo vệ Lệ mà, nhưng mà không mà không vô các bạn ấy là bảo không, bây giờ kiểu như là nhiều cách khác ấy là không phải nhiều cách khác trong nhiều trường hợp nữa, đời sống bình thường đó thì chị gọi là chị được kiểu là Lệ chia trả chị rất là nhiều. Nhưng mà cái gì cũng cái là chuyện gì cũng tức tao chị Lệ đúng không, rồi chính xác rồi, bây giờ tới cả đang kể tật xấu mà alo cũng phải nói tốt lại thôi thì rồi tới ca okay. Nó ngắn gọn, tới chị ca gọn chút nè, từ từ nha, tới chị ca hả, em nghĩ nha, tật xấu của chị ca Xuân ca đây, cái gì Xuân ca ơi, Xuân ca ơi, chết rồi, từ từ em phải suy nghĩ mới được. Kệ anh cần cho gợi ý, anh nói mọi người gợi ý, là mọi người gợi ý đi, nghĩ mọi người có nhìn ra tật xấu nào của cao nè, nghĩ là ca là suy nghĩ gọi là nhiều, ca suy nghĩ nhiều không vậy? Không, em thấy ca suy nghĩ nhiều không? Đúng không? Cái lòng mình suy nghĩ nhiều nhưng mà không có bộc lộ ra ngoài. Chính xác ý là hồi đó em có tâm sự với chị ca thì chị ca nói là
chị Ca là cung sử nữ đúng không? Nhưng mà cái cách chị Ca thể hiện bên ngoài nó không phải là một cung sử nữ. Đúng rồi, nói chung là Ca có nhiều cái áp lực riêng nhưng mà cũng sẽ không bao giờ nói đâu. Từ nhà mà kiểu Ca... một buổi tối mà em nói chuyện với Ca lắm luôn thì Ca bắt đầu mới mở lòng ra. Đúng rồi, chia sẻ với em, em nói nghe xong rồi em mới cho giải thích. Sao kiểu như là Ca cũng xây dựng một cái vẻ bề ngoài kiểu hơi chính xác chất lừ này kia sweat kiểu... nhưng mà thật ra trong tâm hồn của Ca là một cô gái xử nữ rất là yếu đuối. Tại vì hôm bữa em có nói chị Ca luôn, ý là em không thấy bên ngoài của chị Ca là cung xử nữ, tại cung xử nữ thường ta hay nói là có tính cầu toàn rất là cao. Nguồn có tính cầu toàn nhưng mà kiểu bên ngoài chị Ca thể hiện ra mình là một người không có như vậy đâu. Xong rồi không có nhiều cái chuyện. Cái cung sự nữ thường người ta là sẽ có rất là nhiều cái ly chi trong đầu á. Nhưng mà chị Ca kiểu cho mình cái bên ngoài là một người rất là mạnh mẽ, một người rất là kiểu như là không có gì để nghĩ á. Người kiểu vô tư vô đúng lo, rồi vô tư vô lo á. Thì Ca thì bây giờ có nhiều nhưng mà để một mình chịu đựng luôn. Đúng rồi, như chỉ có những đêm phải ngồi lại mà phải nói chuyện sao thì mãi sau đó chị mới nói ra. Chính xác mà chịu đựng đó là các bạn thay đổi đúng không? Thay đổi nghĩa là đôi khi là mình ví dụ như mình thấy mình ức ức cái đó thì mình cứ nói ra đi, không sao cả. Kiểu gì à, theo như em kiểu là đi một chặng đường cũng đã từng có thể nói là em thấy giờ hồi đầu tiên nhớ chỉ cần là người là có cái gì đó là hoàn toàn không bao giờ nói luôn á mọi người ấy. Có kiểu như là đã tới bây giờ là chị Ca đã dường như là đã nói được một ít rồi, cho mình hiểu được Ca là người như thế nào á. Chứ như nhiều hồi lần trước thì kiểu Ca sẽ không có mở lòng. Với chị trong những cái lúc mà nói chuyện với member và nói chuyện với thành viên chẳng hạn luôn thì chị Ca là một người kiểu như là sẽ không có nói những cái gì mình thấy ra, còn bây giờ chị Ca mới chịu nói ra. Đúng rồi, ok, yeah, cái này là đồng ý. Yeah. Rồi còn một người nữa. Người nữa hả? Rất là chị Luna đi ha. Có hai người mà đúng không? Ba người một người là chị Luna đi ha. Tại em cũng suy nghĩ chị Luna. Chị Luna thì là một người chị mà kiểu như là gọi là sao ta, tính tình chị Luna khá là khép kín, mọi người cũng thấy gì mà đúng không? Rất là khép kín. Mà em nghĩ cái mà chị Luna em không phải là muốn thay đổi con người đâu, không ai muốn thay đổi ai hay là nhưng mà em nghĩ là nếu mà được thì chị Luna có thể là sao ta? Cái bà mình nhìn đừng chờ vô kiểu như là bị không biết nói cái gì trong đây á, kiểu có thể là do là kiểu như là đã từng trải qua những cái chuyện mà để cho cái lòng của mình nó không được mở ra, kiểu như là ai là cũng phải trải qua những cái chuyện mà sợ mà để khép lòng mình lại á. Thì có thể nói là chị Rina ơi, thì có thể là tụi em có thể ở đây, ý là đừng có đừng có tự khép mình, đừng có tự tạo cho mình một cái cánh cửa mà đóng chặt lại quá. Thử một lần mở nó ra tự nhiên tụi mình ồ vô kiểu như là nhiều khi đi cũng sợ nên là thôi cố lên nha, cố lên. Trời ơi, nãy giờ ngồi tự nhiên thấy nhớ người tự nhiên cái tâm sự đít đít cái hết nó trùng xuống điếc quá. Bây giờ chị em rất nhớ. Có nhớ chị không? Kết thúc like thì mà nhớ chị giới điện nha. Nó chứ hồi nãy điện thoại em hiện ra là Trang đã nhắn cho em á. Thôi vậy hả? Linh lắm á chị, linh lắm luôn á. Bà linh lắm á. Thiệt, tao tính hồi chị mời cho chị hai lại Trang. Tiên tiên tiên. Thế, hai cô, linh lắm á chị. Dám nữa là em chắc là thấy mình đã xấu rồi điện đừng có nói nữa. Ok, bây giờ nói chung là thời lượng livestream cũng có hạn. Nên là một câu cuối đó chị. Wow, cảm ơn chị nha. Em sẽ trả lời một câu nữa. Bây giờ một câu cuối vậy là bóc chung cả ba trả lời đúng rồi chính xác. Khỏi anh Chanh. Khỏi anh Chanh nha. Cả ba trả lời nha, một câu cuối. Bây giờ là mình sẽ bóc một câu cuối nữa. Để em bóc nha. Muốn một câu gì đó vừa vui mà vừa deep luôn quá. Vậy coi vừa vui vừa deep nha. Bóc mà không chúng là thái ra bóc lại. Số 12. Hay là chị giao bộ đọc cái câu gì mà deep deep. Số 12. Rồi, con số 12. Mọi bạn hãy nhìn vào cam và làm ba hành động dễ thương với fan. Dễ thương hả? Chị vô đi. Thôi đi, bà đây là bà dễ thương nhất rồi đó bà. Anh ơi, thấy gì đó? Anh Vân. Trời ơi, anh khoái làm mấy hành động dễ thương nhất nhà luôn mọi người. Cảm ơn người nghe tụi nè. Anh đã biết không? Bữa trước á mình
chết rồi, cái này thì nó hơi ấy nhưng mà bữa trước mình tắm chung đó nè. Cái anh này là kiểu cái này này muốn nên gãy quá. Anh này kiểu à, gọi đầu á là anh này phải đứng trước gương sao anh này gọi đầu. Mình ngắm. Nhưng mà mình mặc dù Dương không có nhìn cái cảnh anh Na gọi đầu trước gương nha, nhưng mà mình tưởng tượng trong đầu á là mỗi lần, tại vì mỗi lần mình thấy anh Na soi gương á là bắt đầu vậy nè. Chị. Trời ơi. Chị cũng không. Chị không biết gì hết trơn. Trời ơi. Em tấn chung chị nè chưa. Em không biết hả, mỗi lần không cái chuyện tấn chung á là bình thường, nhưng mà có mỗi chuyện mà mỗi lần mà anh Na mà đứng trước gương á là như nè. Trời ơi. Có mấy lần đi diễn nha, bả với bà Dương nè, xong bả ngồi với Jenny xong xin đây nè, chuẩn bị anh nè, đi từ xa ra chuẩn bị cái gương nè. Chuẩn bị cho cái gương nha. Chuẩn bị cho mỏ nè, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nhìn nè. Em chỉ biết vậy đây. Á. Hai hôm nào cũng có ra. Đúng là bông hoa đẹp nào cũng có ra. Em nào, chém máu anh nè. Mệt mỏi. Thôi đây gọi là ba đồng dễ thương nè. Trời ơi, thiệt luôn, tự nhiên giờ lại đi kỳ quá à. Thôi giờ ba người mình là giống nhau đi. Mọi người dễ hơn được chứ, là ép tới em là đã thành khùng điên rồi đó. Vậy mới là cái màu của Mấn đi đúng không? Không, mình làm chung với nhau đi. Làm chung với nhau hả? Ờ. Rồi, mình chung với nhau nha. À, bây giờ nói gì cái đã? À, là hình đại hết. Thôi để coi trong đầu mà giống nhau đầu tiên nha. Ok, hay là bây giờ mình thử hết luôn đi. Ờ, thử hết coi mình cái giờ giống nhau, suy nghĩ tụi mình giống nhau nha. Mọi người khác màn hình lại giùm tụi mình nha. Xong rồi tụi mình coi nha. Đầu tiên mình sẽ làm gì đầu tiên nha. 1, 2, 3. Nhưng mà em là mắt lé à, thì chị nháy mắt không, nhưng mà cũng là cái tay vậy, tự nhiên có mình em vậy nè. Cái gì nè, mới nghĩ xong mình là mắt lé sao bẻ có mình. Có mình em chung mở lên rồi sai rồi. Ok, tới cái thứ hai, cái thứ hai nha. 1, 2, 3. Ồ em không biết em làm gì. Ê, là chị tính làm gì luôn á. Chị tính làm gì cho xong cái chị không kịp quá em thôi không biết nữa. Chị tính làm luôn á. Xin lỗi chứ này hai người công nhân mã. Chị tính làm vậy thiệt luôn á. Chị tính làm. Em cũng tính nè, em cũng tính. Vậy là hai người đúng rồi, hai người công nhân mã nha. Đúng là chị, có chị làm gì vậy? Chị đàn trắng tim. Ôi. Đúng là mình chứng nhận luôn kìa. Cái cuối là làm việc luôn á. Hay giờ cái thứ ba này coi chứng nhận thôi. Vì tới đâu quá tam ba bận, phải quá tam ba bận. Đúng rồi. Đúng rồi, quá tam ba bận nha. Rồi, thứ ba là hơi khó. Thứ ba nha. Chị có ba lần rồi đó. 1, 2, 3. Làm gì vậy? Ôi rồi, chết rồi, này không ai dám ai. Không ai dám ai hết, hình như hồi nãy giờ ba cái nào em cũng chung mỏ hết trơn chị. Đúng rồi em. Ờ. Ôi, chị nhảy ra chiến hình như cái nào cũng làm gì hả? Cái nào chung cũng nháy mắt đó đúng không? Không, cái lần ta nháy mắt, cái lần ta cười, cái lần ta le lưỡi, trời ơi. Ok, yeah. Hai cái này quá hiểu nhau luôn. Yeah. Hồi thử live stream bây giờ cũng sắp kết thúc rồi, nên là bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người tại các SEO40 live tiếp theo nha. Yeah, yeah. Và... bây giờ tụi mình cũng hát một bài gì đó để chào kết mọi người không? Ok. Có chứ. Ok. Bài gì bây giờ? Mọi người yêu cầu đi, mọi người yêu cầu bài gì đi. Ừ. Mọi người nói happy rotation. Oh. Oh. Potato susu o. Dạ em. Hè, vô đi xe cũng hợp. Hay là bây giờ mọi người nói mọi người bà mọi người muốn hát nhất đi, tụi mình sẽ hát bài đó để gửi tặng mọi người, và cũng như đó là lời chào kết. Yeah. Bài đó chính là bài bây giờ mình hát, hay là hát heavy đi ha. Ờ, ok. Bây giờ mình cho nó vui, cho nó vui đi. Hay làm theo vũ đạo luôn nha. Ok, chị này hát đầu tiên đi ha. Ok, xong mình lại hai nha. Okay. 2, 3. I want you. I need you. I love you. Người yêu ơi có biết rằng vẫn những giai điệu vọng vang trong tâm trí em hoài. Heavy rotation. Yeah, cảm ơn mọi người hôm nay đã xem live. Yeah, mọi người giữ sức khỏe nha. Giữ sức khỏe nha. Mà uống nước cam thì đừng có ăn chăn giống tụi mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở cái SEO Play Live lần sau. Hẹn gặp mọi người. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.